Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, Trần Phước Sơn đã đi kiểm tra thực tế công tác triển khai ứng phó với bão Noru tại một số địa phương. Đến kiểm tra công tác phòng chống bão tại Âu Thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban quản lý Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang tiếp tục phối hợp kêu gọi tàu thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm, về neo đậu tránh trú tại Âu Thuyền, đồng thời có phương án bố trí sắp xếp phù hợp, tránh va đập, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương hỗ trợ vận động cư dân trên tàu vào bờ trú tránh kịp thời, lưu ý di dời các tàu dầu đến khu vực an toàn, bố trí lực lượng ứng trực cứu nạn cứu hộ thường xuyên. Thống nhất cái phương án vừa hôm qua đó, máy đấy phối hợp với Sở Công Thương sau là tìm vị trí để mình quy hoạch vị trí về cái tàu dầu á, đúng không, neo đậu một khu vực neo đậu luôn, sau này kêu gọi đầu tư theo hình thức như thế nào để một cái ổn định luôn, đúng không, hạ tầng vô khu vực đó để cho các tàu dầu neo đậu luôn, chứ còn cứ đưa ra đưa vào biết cái này y như đẩy đuổi họ đi suốt như thế là được, đâu có ổn định được. Còn tàu dầu về sau về đầu tư trang bị, yêu cầu họ khuyến cáo họ đầu tư cho hiện đại lên, đúng không, đảm bảo về cái phòng cháy chữa cháy. Một ngày hôm nay là lực lượng công an này phòng cháy chữa cháy phải không, và tăng cường đi kiểm tra này, khuyến cáo cho các tàu trong cái việc mà đảm bảo về cái phòng chống cháy nổ á. Hiện có khoảng 690 phương tiện tàu thuyền đang neo đậu tại Âu Thuyền Thọ Quang, trong đó Đà Nẵng có 276 phương tiện. Đến trưa nay, ngày 25 tháng 9, vẫn còn 83 phương tiện với hơn 470 lao động đang hoạt động trên biển. Cũng tại quận Sơn Trà, đoàn đã đến thị sát tại khu dân cư Nại Nghĩa, nơi có 58 hộ dân trong diện giải tỏa đang sinh sống. Đây là một trong ba điểm xung yếu cần phải sơ tán trong mỗi mùa mưa bão. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn yêu cầu quận Sơn Trà phải tập trung huy động lực lượng từ sớm, kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó. Đến kiểm tra tại khu dân cư Nam Ô, Kim Liên và tại tổ 36 phường Hòa Hiệp Bắc, cùng tại quận Liên Chiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, đây là những khu vực xung yếu, bị ảnh hưởng trực tiếp từ bão Noru, yêu cầu lực lượng chức năng từ quận cho đến phường phải khẩn trương hơn nữa để triển khai công tác ứng phó kịp thời, nhất là hỗ trợ người dân tại các vùng ven sông Cô Đê, ven các đê kè dễ bị sạt lở. Trước mắt, triển khai chặn chống giả cửa, gia cố các công trình, sẵn sàng phương tiện, nhân lực cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống có thể xảy ra, có phương án sơ tán và đảm bảo sinh hoạt cho người dân tại các điểm sơ tán.